Vào chiều ngày 17 tháng 11, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, căn cứ quyết định 4038 và quyết định 4156 của Bộ Y tế, để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh đã xây dựng dự thảo của văn bản quản lý điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà và dự thảo văn bản quản văn bản quản lý điều trị người nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc. Thảo luận về nội dung này, các đại biểu thống nhất cao và nhận định việc thực hiện quản lý điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà và tại nơi làm việc nếu thực hiện tốt sẽ góp phần làm giảm nhẹ áp lực cho ngành y tế, các địa phương trong công tác thu dung điều trị F0, nhất là những F0 nhẹ hoặc không có điệu chứng. Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ 18 giờ ngày 16 tháng 11 đến 18 giờ ngày 17 tháng 11, toàn tỉnh đã ghi nhận 428 ca mắc, tăng 128 ca so với ngày 16 tháng 11, trong đó ghi nhận 347 ca cộng đồng. Hai địa phương là thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh.